Bên cạnh niềm hạnh phúc hân hoan khi trong bụng mình đang hình thành một sinh linh bé bỏng, bạn sẽ phải đối diện với rất nhiều rắc rối khi mang thai. Đó không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình mà cả thể chất, đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy xấu hổ và khó chịu. 1. Xón tiểu. Nhiều thai phụ hắt hơi hay ho, vô tình xón tiểu khi đang đứng giữa bạn bè và đồng nghiệp. Điều này chắc chắn sẽ khiến bạn bối rối. Khi em bé lớn dần lên, tử cung của mẹ cũng to ra, vị trí của em bé nằm ngay trên bàng quang, nên gây ra hiện tượng xón tiểu. Cách giải quyết: hãy cố gắng tạo thói quen hay giờ đi tiểu mỗi lần, ngay cả khi bạn không có nhu cầu. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế khả năng xón tiểu. 2. Hay xì hơi. Hầu như mọi phụ nữ mang thai đều bị chứng ợ hơi, xì hơi. Nguyên nhân là do sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của bạn. Do việc kiểm soát các cơ không còn được như trước, bạn khó có thể kiểm soát được việc xì hơi. Cách giải quyết: bạn không thể loại bỏ rắc rối khi mang thai này hoàn toàn, nhưng bạn có thể hạn chế bằng cách thường xuyên tập thể dục và thay đổi chế độ ăn hàng ngày. Tập thể dục giúp tăng hoạt động của đường ruột, giúp thức ăn di chuyển nhanh hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh ăn một số loại thức ăn có thể sản sinh khí như là nước uống có ga, các loại đậu, bông cải xanh, súp lơ và trái cây sấy khô. Sản phẩm từ sữa cũng là nguyên nhân dẫn đến đầy hơi. Nhiều phụ nữ bắt đầu uống sữa mỗi ngày trong thời gian mang thai. Nếu hay gặp tình trạng ợ hơi, xì hơi, bạn có thể dùng loại sữa không có lacto hoặc các loại thực phẩm giàu canxi khác nếu cơ thể bạn không dung nạp lacto. 3. Mụn. Nổi mụn là một rắc rối khi mang thai khá phổ biến, đặc biệt là trong 3 tháng đầu tiên vì sự gia tăng các hormone trong cơ thể. Cách giải quyết: hầu hết các loại sữa rửa mặt đều an toàn vì chúng không tồn tại trên da trong thời gian dài. Tuy nhiên, tốt hơn hết, bạn nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ loại sản phẩm trị mụn nào. Thận trọng khi dùng thuốc trị mụn, chỉ bôi trên vùng bị mụn. Sản phẩm có chứa axit salicylic, benzoperoxide và axit azelaic khá an toàn khi sử dụng với liều lượng nhỏ. 4. Bệnh trĩ. Khi bạn hỏi những bà mẹ tương lai về bệnh trĩ, họ sẽ cảm thấy không thoải mái để chia sẻ, vì đó là những điều tế nhị và họ thường ngại ngùng nói về chúng. Cách giải quyết: trĩ là một bệnh rất phổ biến ở phụ nữ mang thai. Nó thường đi kèm với táo bón và gây ra những khó chịu khi đi tiêu. Bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh này, phòng tránh táo bón bằng cách uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ và dùng thuốc làm mềm phân. 5. Lông tóc phát triển. Trong thời gian mang thai, sự gia tăng hormone sẽ khiến lông mọc ở vùng không mong muốn như là ngực, bụng. Cách giải quyết: bạn có thể guốc hoặc nhổ lông bằng nhíp là phương pháp an toàn nhất để loại bỏ lông khi mang thai. Trong thời gian mang thai, bất kỳ phương pháp thẩm mỹ nào tác động bên ngoài da đều phải có chỉ định y khoa của bác sĩ da liễu và bác sĩ phẫu thuật. Điều trị da bằng laser trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến sắc tố da và gây ra sẹo. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ sẽ khắc phục được những bất tiện xảy ra trong suốt quá trình mang thai. Chúc các mẹ luôn khỏe mạnh và vui vẻ tự tin trong suốt thai kỳ.